Vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 29 tháng 12 năm 2023, người dân địa phương phát hiện một thi thể bị trói tay, đựng trong một bao tải trôi dạt vào mé bờ sông Hàm Luông, đoạn ngang địa bàn ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Tại thời điểm được phát hiện, thi thể mặc quần dài màu đen, áo vải hai dây màu xám sọc trắng, bên ngoài mang áo khoác len màu nâu tay dài. Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía người dân, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án giết người. Đến ngày 2 tháng 1 năm 2024, sau 3 ngày điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định nạn nhân trong vụ án là chị NTH, sinh năm 1996, thường trú tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và nghi phạm là Ngô Minh Thông, thời điểm bị điều tra, đối tượng này đang là một trung úy công an, sinh năm 1995, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận, nạn nhân và nghi phạm có quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm trong một hoạt động tại thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Do có mâu thuẫn trong tình cảm nên đã sát hại chị H trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau đó, Thông mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang. Ngày 3 tháng 1 năm 2024, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với cựu trung úy Ngô Minh Thông, cựu cán bộ Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thưa quý vị, thật